Hello cả nhà đã quay trở lại với kênh Kinh Vlog của mình nha. Thì hôm nay bọn mình đi ăn thử nhà hàng Big Oli tại Philippines Lucinia trong SM City ngày hôm nay nha. Thì nghe nói ở trong cái quán đó thì cũng có mấy món theo phương Tây nó cũng rất là ngon. Mình có coi tên Facebook hay YouTube nó cũng review rồi. Thì bây giờ mình đi ăn thử nha mọi người. Bây giờ cả nhà muốn xem thử quán xé như thế nào hay là đồ ăn có ngon không thì cùng theo trong mình nha. Ok. Thì ở đây là trước quán nó có đỡ cái menu bự thế này nha mọi người, để cho khách người ta đi ngang về người ta ghé vô thì nhìn xem bảng giá menu cũng như cái món ăn như thế nào thì ra đời nha. Đây là không gian ở ngoài quán nha mọi người. Đó sát bên dưới quán này là KFC nha. Quán này có tên là Big Oily Everyday, bán hàng ngày nha mọi người. Sát bên đây nữa là McDonald's này, bên này là KFC. Đây là quán mình ăn ngày hôm nay nha. Really. Đây là menu của quán nha mọi người. Đa dạng các món ăn từ pizza đến món cơm nha. Hello nha mọi người. Thì bây giờ cái mình order xong là 1050 nha. 1050 là đâu đó khoảng gần 500 Việt Nam mình nha. 400 mấy thôi, 8 thôi. Này có là 50 peso nha. Order xong rồi nó cho mình một cái cây thế này xong mới dân nè. Chứ mà tao nhận món xong. Bèo mình order một ly nước Sprite nước á. À, sao lạc. Ôi các bạn ơi, các bạn cũng cái nền gặp của Việt Nam mình lắm mọi người nha. Là cái nhà thấy cái bàn được không? Chiều hoa nói chung là cái gì vứt. Ôi không cho bác được. Chà. Quê này cho đây có hai cánh cửa giống như ở Việt Nam cái này. Hai cánh cửa cũng hai cửa chị Đại Sĩ quá. Cửa nhà xưa. Đây là dĩa đầu tiên lên nha mọi người. Trộn mà mọi người thấy không? Cái dĩa mà nó to hơn cái mặt của mình nha. Hình như là Mỹ không sẽ Mỹ với cái phô mai với cái thịt dĩa nha mọi người. Đây là món của chèm nha. Đây là salad ăn kèm nha mọi người. Phô mai hay chén khoai tây phô mai nó kẹt chua đó nha. Đấy. Đây là hấp dẫn nha. Đây là món này chứ. Đây là món của anh hai em nha mọi người. Đấy rồi thì như vậy.
thì chia những video ăn của Mỹ thôi. Đây là cái món nhập. Đây là cái món mà ấy nó kêu là mình ăn trên một nhà để nó sẽ được tặng cái này nha mọi người. Vậy đây cái gì mà đúng không? Nó tặng này. Bánh. Đấy cái đèn kiểm soát. Đây giữa tôi ha bám. Chưa đen luôn. Món khác chưa đen. Mình kêu riêng đi. Ủa? Nè kêu. Cái này có gì đấy hả? Cái này là riêng. Mỗi người giữ riêng hết á. Còn đây chiếc bánh kèm trong bánh kèm trong bánh. Ủa nãy mình kêu bánh khác mà. Bánh bút kèm kèm to to hết một đứa. Chứ không được. Ừ, được. Đây, nhà, đây là món free nha, món đây là nhân viên nhà hàng nó tặng nha. Tại vì cái đơn của mình trên 1.000 là nó sẽ được tặng cái dĩa như thế này nha. Món gì đây? Thì thử thì nó vẫn thông thường nhưng mà muốn gì mọi người xíu ăn thử xong mình review nha. Đây cái chiếc sốt đồng bào này, ok. Đây, cái đơn của mình hết như đây đồ anh nha mọi người. Bây giờ thì mình ăn nha. Mình nếm thử cái món nào ngon hay món nào như thế nào đó mình sẽ nói review cho mọi người xem nha. Ok mọi người. Bây giờ trước tiên mình thử món cùng chiên chiên với rau nấm nha mọi người. Mời cả nhà nha. Được ngon không? Không? Con chiên nó giống như con chiên Việt Nam thôi. Nhưng mà thay vì con chiên Việt Nam mà nó chiên như cái bình thường. Đây có thêm rau. Đây mình có miếng thịt nha mọi người. Đây nó ăn. Ăn đi. Cái thịt nó rất ngọt ngọt nước luôn. Ngon. Đậm vị bò luôn. Con bò ra luôn. Tại hiểu. Thì ăn nướng xong rồi thì nước sốt lên nha mọi người. Ok là mọi người. Để tao tao. Em cuối một cuối mà thăm nhân rượu ngon nhé. Thì theo mình có tìm hiểu là cái quán Big Oli này nó có làm mấy cọng mì á. Và mấy cọng mì nó làm bằng tây nguyên chất luôn nha mọi người. Thì nó lấy bột nó nhào nặn xong nó làm đan từng sợi chứ không phải là nó mua mấy cọng mì bên ngoài đóng hộp đóng gói về xong nó mới bày bán nha mọi người. Làm từ bột tươi luôn nha. Rất là ngon và đậm vị và giữ được nguyên trạng cái trưng của vị bột nha. Ê dạ. Giờ mình sẽ thử cái món này nha cả nhà. Đây thử cái món mà nó tặng free nha. Sốt kỳ đặc biệt nha. Đây. Mời cả nhà nha. Kem. Cái mùi vị nó hay giống bánh mì nha mọi người. Ngon chưa ngon. Mời cả nhà thích thử cái món này cũng gì kìa. Mì sốt phô mai béo đi. Địch cái địch tên gì. Thì giống như cái tình quà của nó thì nó béo quá mọi người. Nói chung ngon béo nhưng mà ngon. Quá chút thêm nha. Vì hiếu thi rồi nhẹ sơ luôn. Món này thì đỡ hơn tí. Cháo thì rau của salad đâu. Nhưng mà xay ra rau. Xay rau xong rồi ta rứa lên. Rứa lên cái mì nha mọi người. Ngon nha mọi người. Món này ngon hơn món này. Ừ, tiếp theo như đây là mì sốt bình thường nha. Thử nha. Theo cảm nhận của mình thì nó hơi mềm nha mọi người. Tiếp theo mì bát sốt của mì tập gà rồi ta. Sốt
thì bọn mình nào với chung là nó nói anh cũng được thôi, tại vì nhiều cái dầu mỡ hay là cái chất béo nhiều quá. Thì nói chung nhiều cái dầu mỡ, nhiều cái bột không ai biết hết, cho nên bụng mình nó ngán hơi ngán xíu. Nào quen cho nên gói phần đêm giờ dù đại ca hay là ai đói thì cũng được. Ok mọi người. Thì theo đánh giá của mình là ngày hôm nay tiêu hết là 1.050 peso. Thấy này cái mối mối anh đây cũng được nhiều người. Tôi nói chung là cũng tiểu cũng tùy khẩu vị của mỗi người. Thì người là thích ăn béo hay là thích ăn đồ tây á, thì học phong cách bên này. Còn mình là người Việt ăn món Việt quen rồi thì thấy mấy cái món này thì nó cũng tương đối thôi, không có ngon lắm. Cũng nhiều ví dụ trên thang điểm 10 mình chấm tầm 6.5. Thì mấy bạn nào đây là anh chị chú bác nào muốn ăn thử cái món này bên Philippines thì hiện tại là sinh sống và ở Philippines này thì cái quán mang tên Big Oli món này ở trong xem nha, thì anh thử món này xem sao đánh giá như thế nào. Anh biết làm đi có cho nó xuống nha mọi người. Ali Spy. Ok, đây là cửa nhà nó có bì mình như thế này nha, đây cái logo của quán này nha. Bây giờ thì mình đi về nha mọi người, tại vì giờ này quán cũng đóng cửa rồi. Thì bây giờ thì nó cũng 9 giờ mấy rồi nha mọi người, 9 giờ rưỡi bên đây rồi. Thì trong cái xem thường thường nó mở tầm 9 giờ hơn là nó bắt đầu đóng cửa dọn dẹp, nó không có tiếp khách nữa nha mọi người. Cho nên thì bọn mình ăn tới giờ này thì nó đóng cửa hình như là hầu hết tất cả các quán rồi. Rồi nó không nhận người vô nữa, chỉ nhận người đi về thôi. Ok nha cả nhà, cảm ơn mọi cả nhà đã coi clip của mình ngày hôm nay nha. Cả nhà hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Và đừng nhớ quên là nhớ theo dõi cho mình nữa nha. Ok, tạm biệt cả nhà.